Chào tất cả các bạn. Hôm nay thì chương trình sẽ quay trở lại các bạn với phần 2 của cái mục là các từ vựng chúng ta bắt buộc phải sử dụng trong văn phòng, trong công ty. Cái phần này thì mình làm dành tặng riêng cho các bạn ở trong khu công nghiệp Vũ Áng, bởi vì các bạn thường xuyên hỏi mình là anh ơi, ở trên văn phòng công ty thì các cái từ như là lãnh đạo hoặc là các cái phòng ban ở trong công ty thì chúng ta cần phải xử lý như thế nào. Thì ngày hôm nay tôi sẽ cố gắng giải quyết cái phần đó giúp các bạn một phần nào thôi, nó không đầy đủ được hết, mong các bạn thông cảm. Thứ nhất thì ta có cái văn phòng thì các bạn sẽ đọc là ban công sự, tức là cái văn phòng. Vừa chạy ban công sự tấn nghỉ, tôi đợi cậu ở văn phòng chẳng hạn, ví dụ thế. Tiếp tục ta có xính chân rấn sư phụ, tức là phòng hành chính nhân sự. Xính chân là hành chính, rấn sư nhân sự, phụ là phòng. Xính chân rấn sư phụ. Tiếp theo ta có một cái phòng tài chính kế toán, ta gọi là trái ủ khoai chi phụ. Trái ủ là tài vụ, khoai chi bu, khoai chi là kế toán, phòng kế toán tài vụ thì người ta gọi là trái ủ khoai chi bu. Ủa chi trái ủ khoai chi bu chỉ chén, tôi đến phòng tài vụ kế toán để lấy tiền, đúng không? Ủa chi trái ủ khoai chi bu chỉ chén lấy tiền. Ok, chúng ta đi tiếp. Một cái phòng nữa là xiao sâu bu, phòng kinh doanh, hay gọi là phòng tiêu thụ đấy, tiêu thụ sản phẩm, giúp tiêu thụ sản phẩm. Tại vì bản thân cái từ sell show nó là tiêu thụ, sell show bu là phòng kinh doanh. Chờ sự cơ khẩn trung nhau tới bu mình, đây là một cái phòng rất là quan trọng, đúng không? Tham ơn chiêu bà của mình cung sư được trái biển mai chu trì, họ sẽ bán cho chúng ta những cái sản phẩm của công ty ra ngoài. Chúng ta đi tiếp, ta có một cái phòng nữa là sản sinh chi khoa phụ, tức là phòng kế hoạch sản xuất. Sản sinh chi khoa phụ tức là chi khoa, bản thân là kế hoạch. Sản sinh tức là sản xuất. Sản sinh chi khoa phụ tức là phòng kế hoạch sản xuất. Tiếp tục đó là phòng trải câu phụ. Trải câu là mình mua bán, đúng không? Phụ là phòng chim chu khẩu, hay còn gọi là chim chu khẩu đấy, phòng xuất nhập khẩu đấy. Thường người ta gọi là trải câu phụ. Tiếp theo ta có một cái từ không thể không nhớ được ở trong cái văn phòng, đó là tả in chi, đó là cái máy in, tả in chi, đúng không ạ? Trong văn phòng chúng ta còn có một cái máy nữa là chuán chân chi là cái máy fax. Anh fax cho em cái, đúng không? Em fax cho em cái, tức là anh gửi cho em cái văn bản đó thông qua cái máy fax. Chúng ta đi tiếp. Ta có phu in chi là máy photocopy. Phu in chi, bản thân từ phu in đó là copy nhé. Sổ sách trong văn phòng thì mình sử dụng từ trang thị. Chưa sử của mình cung sử là trang thị, đây là sổ sách của công ty chúng tôi. Chưa sử đây là của mình cung sử là trang thị, tức là cái sổ sách của công ty chúng tôi. Tiếp tục, khi ta làm công ty thì có một thứ ta rất quan tâm, đó là chẳng chi. Chẳng chi tức là tiền thưởng, đúng không? Tiếp theo một thứ nữa đó là cung sư hoặc là xin sợi đều được nhé. Cung sư thì đó là lại đại lục Trung Quốc người ta hay sử dụng, còn ở bên Đài Loan người ta hay sử dụng một cái từ nữa là xin sợi. Xin sợi, xin là mới, sợi là nước đấy. Xin sợi là bên Đài Loan dùng, còn bên Trung Quốc đại lục thể dùng là cung sư là lương, đúng không? Đều có nghĩa là lương hết. Tiếp tục ta có một cái từ nữa, báo xén khả. Báo xẻn là bảo hiểm, khả là thẻ bảo hiểm chúng ta. Báo xẻn khả, đúng không? Mà khi ta đi làm thì có những động từ cực kỳ quan trọng, đó là Japan. Japan tức là làm thêm giờ. Chukuyue, tháng này, yabiyao Japan, có phải làm thêm giờ không? Chukuyue, yabiyao Japan, tháng này có tiền làm thêm giờ không? Chúng ta đi tiếp, ta có từ chỉnh chia. Của lây sử là tôi mệt chết được, của giao chỉnh chia, tôi muốn xin nghỉ phép, đúng không? Chúng ta mệt quá, ốm quá, tháp pin lại, anh ta ốm rồi, ta giao chỉnh chia, chính ta giao chỉnh cơ chia, hôm nay anh ấy muốn nghỉ một ngày. Ta có tiếp một cái từ khác, đó là từ xứ trứ, từ chức, đúng không? Ví dụ người ta làm không được việc thì người ta phải xứ trứ, từ chức. Chúng ta có một cái từ chảo yếu ý là sa thải. Của bị lão bản chảo yếu ý là tôi đã bị ông chủ sa thải rồi, thay làm tôi quá lười, suy vì thế của bị lão bản tôi bị ông chủ chảo yếu ý là tức là sa thải tôi rồi.
Thì về ca để mà làm việc thì nó có rư ban với cả dê ban đúng không? Ừ. Làm ca ngày, rư ban là ca ngày. À, sang rư ban thì cho chinh xung đi tiền. À, làm ca ngày thì nó nhàn nhã một chút đúng không? Sang rư ban thì cho chinh xung đi tiền. Làm ca ngày thì nó sẽ nhàn một chút. À, sang dê ban thì cho lệ. Làm ca tối thì tương đối là mệt. Sang dê ban thì cho lệ tương đối mệt. À, ta có một cái từ động từ nếu mà đi vào vào làm thì là sapa, đi làm bạn gọi là sapa. À, đi đi mất chỉ điểm sapa, các bạn mấy giờ đi làm vào ca, vào ca. À, chỉ điểm bạn 7 rưỡi. À, nếu mất chỉ điểm sapa, các bạn mấy giờ tan ca. Sapa là đầu từ tan ca. Nếu mất chỉ điểm sapa, ú điểm bạn 5 rưỡi. Sau ú điểm bạn buổi chiều 5 rưỡi. Ngoài ra thì khi mà đi làm cùng với chúng ta sẽ có những cái người như là thúng sự đồng nghiệp của mình. Tha sư ở thờ thúng sự, anh ấy là đồng nghiệp của tớ. Ừ. Quán xe sở sư ở mân tờ lãnh đạo. Quán xe sở ông vương sư ở mân tờ lãnh đạo là lãnh đạo của chúng ta. Đấy. Tiếp theo thì mình có một cái động từ chấm công là khảo chín. Khảo chín là chấm công. Ừ. Khảo chín là chấm công chưa? À, đúng không? Tiếp theo chúng ta có một cái từ nữa là rấn sự lưu dụng là tuyển nhân sự. Rấn sự lưu dụng. Ừ. Tiếp theo ta có một cái hội đồng tuyển dụng thì là gì? Chào hình quẩy khuê. Chào hình tức là tuyển dụng, quẩy khuê là hội đồng. À, thế còn bình thường những người nhân viên trong công ty thì người ta sẽ dùng là từ rấn duyến hoặc là chữ duyến. Tha sở văn công sư tờ chữ duyến. À, anh ấy là nhân viên công ty tôi. À, hoặc là rấn duyến. Thế còn tài liệu thì ở trong công ty thì người ta có rất nhiều tài liệu đúng không? Thì ta sử dụng từ trái lẹo. Trái lẹo. Chứ sử dụng văn công sư là trái lẹo. Đây là tài liệu của công ty chúng tôi. Đấy. Thế còn nếu mà trong công ty chúng ta lại có cả các xưởng sản xuất nữa thì lúc đấy nó sẽ có liên quan đến cái mục một mà tôi đã hướng dẫn các bạn rồi. Các bạn có thể lên YouTube search là các từ sử dụng trong công xưởng. Cách là Phạm Dương Châu là các bạn sẽ ra đủ. Và tôi đang cố gắng làm cái series về nhà máy công xưởng hòng có một phần nào đó nhỏ bé giúp đỡ các bạn ở trong các khu công nghiệp. Ví dụ như Vũng Áng hoặc là trong Bình Dương hoặc các bạn đang làm các xưởng tại Đài Loan, nó là một chút quà nhỏ muốn giúp các bạn có thể hoạt động tốt với cả cái công việc của mình và hy vọng các bạn có thể kiếm được nhiều tiền, cho tôi chén, có thể kiếm được nhiều tiền, cho tôi chén, siêu hạng thì mới có thể cho tôi chén, siêu hạng, hy vọng mình mời các bạn có thể cho tôi chén có thể kiếm được nhiều tiền. Yêu cơ cung chua khoán chi yêu cơ mày hảo được cung chua khoán chi có được một cái môi trường làm việc tốt đúng không ạ? Yêu khảo được thống sự có được những cái người đồng nghiệp tốt. Thực ra thì chúng ta phải có thông qua quá trình giao tiếp thôi nên là chúng ta mới lấy lòng được mà biết tiếng nữa đúng không, thì chúng ta mới nói chuyện được với cả lãnh đạo lãnh đạo rồi có thể nói chuyện với cả đồng nghiệp người Đài Loan Thái Hoa từ thống sự đúng không, rồi các đồng nghiệp Việt Nam thì chúng ta cũng phải câu thông với họ. Câu thông tức là gì? Phải hòa hợp với họ, nói chuyện với họ thì để làm sao cho công việc của mình thuận hòa đúng không? Sau một thời gian thì chúng ta cũng có thể kiếm được tiền này và cảm thấy vui vẻ với công việc của mình. Tiếng Trung chấm bây giờ sẽ còn gặp lại các bạn với các cái chủ đề lần sau. Nếu mà các bạn muốn mình làm thêm các chủ đề gì thì các bạn sẽ comment bên dưới. Bạn cảm thấy là cái clip này có ích cho bạn thì xin ấn like hoặc là subscribe. Thêm một lần nữa. Chúng tôi chúc các bạn chân cứng đá mềm và có thể phát triển thêm được một chút về tiếng Trung. Hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau.